Trân trọng kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô với Nguyễn Khanh. Hôm nay là ngày thứ ba, 24 tháng Giêng năm 2024. Xin chào anh Khanh, chào ngày đầu năm. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đầu năm đến quý vị khán thính giả của người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Tôi thấy ở Washington ngày hôm nay thì có vẻ yên lặng. Lý do là bởi vì mọi người đang chờ đợi xem là cái buổi này gặp gỡ giữa phía bên hành pháp và lập pháp về cái số tiền khoảng 100 tỷ đô la, hơn 100 tỷ đô la mà ông Joseph Biden xin cho Ukraine, cho Israel, cho Đài Loan v.v. v.v. Nó sẽ được tiếp diễn, nó sẽ như thế nào? Cho đến giờ phút này thì thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tôi thấy là vẫn chưa có gì nổi bật cả. Tôi thấy là hai bên cũng lại vẫn tiếp tục bảo là chúng tôi đang nói chuyện, cũng trình bày thẳng thắn vấn đề v.v. và v.v. Nhưng mà dường như là vẫn chưa có kết quả. Ít nhất là tôi thấy là phía bên Thượng viện vẫn đang nói chuyện với lại bên Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà bên Hạ viện thì họ chưa nghĩ gì về cái chuyện này. Tôi nghĩ là có lẽ là bên Hạ viện họ đang bận rộn lo tổ chức một cái buổi đi thăm vùng biên giới diễn ra vào sáng ngày mai. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả là tôi được nghe nói là tới 60 vị dân biểu Cộng Hòa sẽ tham dự cái buổi đi thăm vùng biên giới, tức là thăm dân quan sát tại chỗ cho biết sự tình. Đó là cái việc thứ nhì ở tại thủ đô Washington. Riêng với cá nhân tôi thì tôi còn để ý thêm một chuyện nữa, tức là chuyện liên quan tới ông Mitch McConnell, là ông chủ tịch khối thiểu số ở tại Thượng viện Liên bang Hoa Kỳ. Ông là người đã nắm cái khối Cộng Hòa trong 17 năm trời vừa qua. Và người ta đang thắc mắc rằng là năm nay là năm liệu là sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 ông có quyết định là ông về hưu hay không? Lý do người ta cũng bảo là vì lý do sức khỏe chẳng khác gì với lại ông Joseph Biden của bên đảng Dân Chủ là ông đương kim Tổng thống Hoa Kỳ. Không ai rõ là ông sẽ quyết định như thế nào. Dự đoán của tôi là nếu mà đảng Cộng Hòa mà chiếm được khối đa số thì có lẽ là ông sẽ ở lại. Nhưng mà nếu đảng Cộng Hòa vẫn giữ khối thiểu số như hiện nay thì có lẽ là ông sẽ rút lui. Đó cũng chỉ là cái dự đoán mà thôi. Chưa ai biết là cái quyết định của ông sẽ là như thế nào. Thì có ông và bà vợ ông, tức là bà Ellen Chao thì là mới biết được. Chứ còn ngay cả nhân viên làm việc trong văn phòng của ông, họ cũng nói là họ chưa biết một cái chuyện gì cả. Đó là những gì mà tôi ghi nhận được trong những ngày đầu năm ở tại thủ đô Washington để gửi đến quý vị khán thính giả. Và bây giờ xin phép được trở lại California với em bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Tôi nói cho anh biết cái chuyện mà bàn cái mục thứ ba đó là hỗn lắm anh nha, xúc phạm đó, đấy người lớn tuổi, kỳ thị tuổi tác. Thế hồi xưa ông Jesse Ham với ông Strom Thurmond đã làm cả trên 100 tuổi, các anh có nói gì không? Các anh hỗn vừa vừa thôi. Tôi nói những cái người, tôi không phải nói anh mà, những cái người mà bàn chuyện Mitch McConnell đó. Giống như là mấy ngày qua cái bà Nikki Haley với cái ông Ron DeSantis bảo tôi lại làm tổng thống, ân xá ông Trump là hỗn vô cùng. Thứ nhất là cả hai anh chị không có cửa để mà đại diện đảng Cộng Hòa. Thứ hai là tôi có tội đâu mà ân xá tôi. Các anh phải cẩn thận với chuyện đấy. Nhưng mà ba cái chuyện anh nói giờ ta không để ý, người ta không thèm để ý nữa. Bắt đầu vô 2024 là chỉ nói chuyện Trump và Biden thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta còn đúng 11 tháng nữa, 4 ngày nữa là bầu cử. Bây giờ mà không nói chuyện Trump và Biden thì không xứng đáng một vé ở Mỹ. Anh hiểu không? Đó, tôi muốn nói chuyện ngày hôm nay, bây giờ người ta đang bàn này. Ông Trump bây giờ chưa biết số phận pháp lý ông đi về đâu. Anh thấy không? Mà ông vẫn mạnh mẽ tranh cử. Thứ nhất là 9 tây tháng riêng này, tòa kháng án ở tại DC sẽ quyết định là ông có được miễn tố hay không. Thứ hai là trong những ngày tới, tối cao Hạ viện sẽ có thể, tôi xin nhấn mạnh, sẽ có thể quyết định là ông có được ra ứng cử ở các cái tiểu bang mà đang cấm ông, ví dụ như Colorado và Vermont, Maine, hai tiểu bang siêu phản động. Đó. Chưa biết số phận pháp lý là có thể là ông kỳ này ứng cử trong lúc là mặc áo đội Duyên Tuyết. Anh có biết mặc áo đội Duyên Tuyết không? Dạ vâng, thưa. Đó, dạ. Có thể tranh cử trong lúc mặc áo đội Duyên Tuyết. Dạ. Hoặc nếu không mặc áo đội Duyên Tuyết thì cũng đang ngồi đếm kiến, vừa đếm kiến vừa tranh cử. Anh biết đếm kiến là gì rồi gì phải không? Dạ vâng. Dạ, đó. Anh nghĩ sao, dù người bảo là ông vẫn cứ là không sợ gì hết. Mặc dù vấn đề pháp lý chưa biết đi về đâu, chưa biết rõ ràng như thế nào, đúng không? Bởi vì nếu mà phán quyết của tòa kháng án mà ra cái là có thể ngày 4 tháng 3 này bà chức can, bà tranh án chức can là bà go ahead, bà xử ông liền. Mà 4 tháng 3 là nhất một ngày trước ngày siêu thứ ba, đúng không? Đúng vậy.
Xin anh có cái nhận định xem như nào là ông Trump ông vẫn mạnh mẽ tranh cử mặc dù chưa biết số phận pháp lý đi vào đâu. Ý kiến của anh như thế nào? Đúng quả thật là ông Trump và tất cả mọi người, kể cả chúng ta cũng không biết là cái số phận pháp lý của ông đi về đâu. Nhưng mà ông Trump thì ông rất là mạnh mẽ về vấn đề tranh cử. Lý do là tại sao? Tôi để ý thấy là như thế này. Kể từ khi mà ông rời khỏi tòa Bạch Ốc cho đến giờ phút này, nói đúng là và nói rõ ràng hơn là kể từ khi mà ông loan báo quyết định ông tái ứng cử cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây, thì thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán giả, ông càng dính dáng đến pháp lý bao nhiêu thì lại ông lại càng được cử tri Cộng Hòa, những người fan cứng của ông họ ủng hộ với nhiều. Những người fan cứng của ông, cho nó có những người bạn bè của tôi, họ bảo là thấy chưa, họ đã xử ông một cách oan ức, và họ nói rằng là tất cả những tiểu bang như là Maine, Colorado hoặc là bất kỳ tiểu bang nào mà tính đến cái chuyện là sẽ ngăn cản không cho ông ra tranh cử bầu, không ghi tên ông trong danh sách các ứng cử viên, thì họ đều bảo là đó là cái âm mưu của đảng Dân Chủ và âm mưu của cái bọn, dùng chữ như anh Đỗ Dũng nói, đó là bọn phản động. Và họ bảo rằng là một người ông Trump bị oan ức, thành ra là bởi như vậy là đã đến lúc chúng ta phải vùng lên, chúng ta phải đoàn kết với nhau để mà bênh vực cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tôi còn nhớ là ông Donald Trump cũng nói ở cái điều đó. Tôi nhớ là hồi cuối cách đây một tuần lễ, khi mà ông đến tiểu bang Iowa ông nói chuyện, thì ông cũng bảo là như vậy. Ông bảo rằng là tôi bị truy tố chẳng có gì cả, là bởi vì tôi chỉ tranh đấu cho bầu cử cho nó đàng hoàng, bầu cử cho nó phải đạo, bầu cử cho nó hợp tình hợp lý, chứ tôi chẳng làm gì cả. Nhưng mà tôi tranh đấu mà cho bầu cử tự do và hợp lý như vậy thì là bọn Dân Chủ họ tìm cách họ phá tôi, bọn Rhino cũng tìm cách phá hoại tôi, là bởi vì họ không ưa tôi chẳng có cái gì cả, chứ tôi đâu có tội gì đâu. Ông nói như vậy là tất cả mọi người đứng lên hoan hô. Và như vậy thì thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chưa biết số phận ông đi như thế nào. Nhiều người bảo rằng là người ta đã từng đặt câu hỏi là liệu nếu mà trong cái trường hợp mà ông bị ngồi tù thì ông có ra tranh cử được hay không, rồi sau đó ông bị ngồi tù rồi sau đó ông có thể nếu ông đắc cử có điều khiển đất nước được hay không, đủ mọi cái chuyện cả. Tôi chỉ biết có một điều là bây giờ chưa ai biết số phận của ông về mặt pháp lý như thế nào, nhưng mà cuộc bầu cử thì rõ ràng là cho đến bây giờ là Donald Trump vẫn là numero uno, thưa với lại anh Đỗ Dũng. Nhưng mà không phải rande đúng không? Uno rồi, không có rande. Rande nhưng mà uno chứ đã. Dạ, tại vì có hơn có 3-4 điểm nó nằm trong cái khoảnh khắc dung sai. Nó phải là 10 điểm double digit number trở lên thì mới là rande mới ngon ha. Nhưng mà tôi xin nói với anh là hồi nãy anh nói là thiếu trong Trump của tôi nhá. Ông không có nói là tôi bị truy tố vì tôi đấu tranh bầu cử mà. Tôi bị truy tố vì tôi đấu tranh cho quý vị. Anh phải nói rõ như thế. Chứ bầu cử đối với ông Trump là xong rồi. Tôi đấu tranh cho quý vị nên tôi bị chúng nó chơi tôi. Ha, anh nói rõ như thế. Bây giờ cái anh biết đó là bầu cử thì thường thường là đỏ bỏ cho đỏ, xanh bỏ cho xanh đúng không? Nó có khoảng chừng 40 tiểu bang. Anh biết là 50 tiểu bang cộng với thủ đô Washington DC gọi tạm gọi 51. Nó là 538 phiếu đại cử tri. Thì trong đây người ta tính nó có khoảng là 40 tiểu bang xanh bỏ xanh, đỏ bỏ đỏ là coi như không thay đổi. Đúng chưa? Bây giờ nó sẽ còn khoảng là 10 cái tiểu bang, bao gồm ví dụ như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, v.v. Nó độ khoảng chừng 68 cái phiếu đại cử tri. Mình gọi cho tròm chèm 70 đi, đúng không? Dạ vâng. Thành ra 70 cái phiếu đại cử tri này, tôi gọi chính xác là 68 cái phiếu đại cử tri, nó sẽ quyết định ông nào thắng, đúng chưa? Nếu hai ông mà lấy được một nửa đó, mỗi ông 34 thì coi như là sát nút, đúng không? Mà người ta dự đoán bầu cử sẽ sát nút. Nhưng mà trong mấy cái tiểu bang này thưa anh, nó không có cái tiểu bang mà gọi là cấm ông Trump bầu cử à, nhưng mà chuyện đó chưa biết được, có thể nó có trong những ngày tới tùy theo phán quyết tối cao viện. Thì thưa anh, nếu mà tối cao viện mà không đụng vô cái này, mà nếu bầu cử nó sát nút như vậy mà Maine vẫn cấm ông, nhân nhớ năm 2020 ông thắng một phiếu ở tiểu bang Maine nha, thì liệu cái chuyện tiểu bang Maine có ảnh hưởng đến cái chuyện này không? Bởi bầu cử sát nút nhiều khi hơn nhau chỉ có một phiếu đại cử tri thôi. Anh Khánh nghĩ sao về cái chuyện này? Tôi nghĩ rằng là nó sẽ có ảnh hưởng, và tôi nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại bây giờ thì đúng như anh Đỗ Dũng nói, tức là hai tiểu bang Colorado và tiểu bang Maine là tiểu bang mà ông Donald Trump có thể nói rằng là
nó không ảnh hưởng gì đến ông cái cuộc cái kết quả của bầu cử dẫn ông Donald Trump trở lại tòa bạch ốc cả. Nhưng mà họ e ngại là như thế này, nếu mà để yên cho Maine và Colorado làm thì chắc chắn sẽ có những tiểu bang khác họ cũng có thể làm, và như vậy thì cái tình hình nó sẽ trở nên không hay. Nó không hay ở cái chỗ nào, thưa anh Đỗ Dũng, ai thì cũng muốn làm tổng thống là làm tổng thống cho cả một quốc gia. Nhưng mà nếu mà ông Trump không được ra tranh cử ở Colorado, rồi không được ra tranh cử ở Maine, rồi là chẳng hạn như không được ra tranh cử ở một vài tiểu bang khác, thì rốt cuộc sau rồi ông chỉ là tổng thống của một số tiểu bang chứ không phải là toàn nước Mỹ. Thật ra cái điều đó là cái điểm mà người ta âu lo. Cái điểm thứ nhì mà người ta âu lo đó là những tiểu bang khác họ cũng sẽ bắt chước theo bên Colorado và Maine, tức là họ sẽ tìm cách gây khó khăn cho ông Trump để tên của ông Trump không nằm trong danh sách các ứng cử viên sẽ dự cuộc đua sơ bộ cũng như là cái cuộc đua vào ngày 5/11 tới đây. Năm tháng 3. Vâng. Yeah. Dạ vâng. Nói tóm lại thì thưa với anh Đỗ Dũng, tôi thấy rằng là đương nhiên là nó có ảnh hưởng, và thành ra đó chính là cái lý do tại sao mà người ta bảo rằng là nội trong tuần này là phía bên luật sư của ông Donald Trump sẽ đưa cái vụ kiện này ra trước tòa và vân vân và vân vân. Người ta đang chờ đợi cái điều đó. Và nếu mà họ biết là họ chẳng nghe thì chắc chắn là họ sẽ không đưa cái chuyện này ra tòa. Nhưng mà họ đưa cái chuyện này ra tòa chứng tỏ tức là họ có vẻ quan tâm đến, thưa với anh Đỗ Dũng. Trở lại với 40 tiểu bang mà sống chết với ông Trump với ông Biden, miễn bàn. Đúng, chỉ còn một chục vâng. Tiểu bang còn lại thôi. 40 tiểu bang này tạm gọi là 20 mà không bầu cho ông Trump thì tắt thở, 20 không bầu cho ông Biden cũng không sống nổi trên cõi đời này luôn, miễn bàn. Trở lại 10 tiểu bang gọi là chiến trường, đúng không? Thì thưa anh, ngày hôm kia, nếu tôi nhớ không lầm thì ông Chris Sununu, thống đốc tiểu bang New Hampshire, ông này là không ưa ông Trump. Ông này ủng hộ bà Nikki Haley là đúng không? Nhưng mà ông có phát biểu một câu mà người ta cũng chú ý, bảo là quý vị mà cấm ông Trump ra ứng cử là quý vị vô tình làm cho ông Trump trở thành một cái lời thánh tử vi đạo. Tử vi đạo. À. Thì thưa anh, không biết anh hiểu câu đó như thế nào? Ông John Sununu, ông Chris Sununu tại sao nói như vậy thưa anh? Tôi thấy là bởi vì cái lý do rất là dễ hiểu. Như là đây đã thưa với lại anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Người Việt TV, là ông Trump đi đâu cũng bảo là tôi tranh đấu cho quý vị mà rồi sau đó là tôi bị truy tố ra tòa, thì như vậy đó là oan ức là ông không không bây giờ khoan, nó truy tố ra tòa đó, bây giờ tôi không được ứng cử. Vâng, và bây giờ là đó, thì là bây giờ trong cái trường hợp này là ông sẽ nói là tôi sẽ không được ứng cử, chỉ vì sao? Bởi vì tôi lo cho quý vị mà thôi. Tôi sẵn sàng bảo vệ quý vị và bảo vệ đất nước, vì bảo vệ đất nước và bảo vệ người dân mà tôi gặp cái trường hợp đó bị như thế này. Thế ra rốt cuộc sau thì đúng, cái chữ tử vi đạo là rất là đúng. Tôi thấy là ngay chính ông Ron DeSantis cũng đưa ra một cái lời phát biểu tương tự. Ông Ron DeSantis sẽ bảo rằng là cái chuyện mà đưa ông Trump ra tòa, truy tố ông về hết tội này tội nọ, là những cái điều đó là vô tình làm lợi cho ông Donald Trump. Và ông thấy rằng là ông mong là ước gì mà đừng có cái chuyện đó xảy ra, thì ông sẽ có cơ hội để mà ông tranh đấu, để mà ông vận động tranh cử và ông ra tranh cử ngang hàng và bằng với là ông Donald Trump, thưa vành đồ xuống. Bây giờ sang qua cái chuyện mà tòa kháng án ở khu vực DC. Vâng. Bây giờ cũng là một cái vấn đề phức tạp, là 9 tây tháng riêng này họ có thể sẽ đưa ra cái phán quyết là ông Trump có bị miễn tố hay không. Vâng. Khi anh được miễn tố tức là anh sẽ vô tội, còn anh không được miễn tố anh có thể là có tội, đúng không? Vâng. Và hiện nay nhiều cái phân tích họ cho rằng như thế này, sở dĩ ông Trump thắng ông Biden hiện nay, dẫn trước Biden hiện nay là bởi vì nó chưa có rõ ràng. Nhưng mà một số người, đặc biệt là cử tri độc lập, tức cái thành phần mà 10 cái tiểu bang mà chiến trường đó, họ bảo là nếu mà ông Trump mà bị kết tội đó là họ sẽ bỏ ông Trump. Tại vì họ nói như thế này, tôi không thể nào bầu cho một tội phạm được. Thì thưa anh, cái phán quyết nếu có của tòa kháng án rồi chắc là cũng lên tới tố cáo viện thôi. Nó có ảnh hưởng gì không? Nếu mà nó kéo dài qua bầu cử thì nó khác. Nhưng mà có thể là nó trước bầu cử, đúng không? Và ông Trump có thể bị kết tội thì họ sẽ không bầu cho ông Trump nữa. Thì ông Trump có thể bị kẹt. Anh nghĩ là chuyện đó có thể xảy ra không? Và người ta dự đoán là ngay cả ông Trump kháng án, nếu bị tòa kháng án bảo là anh không được miễn tố mà lên tố cáo viện,
Và họ để đó, họ kéo dài cho đến có khi là 8 tháng 9 tháng 10 nó sẽ trở thành một cái là October ở supply. Đó. Anh nghĩ điều đó có xảy ra không, thưa anh? Ồ, điều đó đương nhiên có thể xảy ra, thưa anh Đỗ Dũng. Nên nhớ rằng là không có các vị quan tòa tối cao, họ không bao giờ họ cho biết rằng là thứ bảy tuần này là tôi sẽ ra cái phán quyết, hoặc là chủ nhật tuần tới là tôi sẽ ra phán quyết. Họ có thể ra phán quyết bất cứ lúc nào, và cái phán quyết của họ là cũng khó để bảo đoán biết trước được. Thì hiện tại bây giờ anh Đỗ Dũng để ý thấy là cái strategy mà phía bên dàn luật sư của ông Donald Trump đang đi, tức là làm sao kéo dài càng lâu càng tốt, để cho sau cuộc bầu cử, cách hay nhất là họ mong là nếu mà có phán quyết thì là phán quyết, tất cả mọi phán quyết liên quan đến ông Donald Trump sẽ được công bố sau ngày bầu cử, tức là sau ngày 5 tháng 11 năm 2024. Tôi không biết là họ có thể làm được hay không, nhưng mà rõ ràng đó là cái đường đi nước bước của họ là như vậy. Tôi cũng phải thưa thêm với anh Đỗ Dũng một điều là như thế này. Nếu mà giả sử như anh Đỗ Dũng hoặc là tôi nằm ở trong dàn luật sư của ông Donald Trump, thì mình cũng sẽ làm như vậy. Tức là để cho mọi chuyện nó yên ổn, để cho ông sếp của tôi ra tranh cử, và rồi sau đó là kết quả xong, rồi sau đó hãng ra phán quyết, lúc đó lại tính sau, thử với anh Đỗ Dũng. Câu hỏi chót cho anh Khanh. Hôm nay có những cái thăm dò họ cho thấy là cử tri Cộng Hòa đó càng ủng hộ ông Trump hơn. Sau cái vụ mà 6 tháng Giêng, họ bảo là cái vụ đó là cái vụ nhà nước dàn dựng chơi ông, vân 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 vân. Nhưng mà cũng có một số người bảo rằng là đa số nha, 7 trên 10 nói rằng là ông Trump mà ông thua bầu cử năm 2024, ông sẽ không nhận ông thua đâu, giống như năm 2020 đó. Thưa anh, nếu mà điều đó xảy ra năm 2024, ông Trump mà thắng thì không nói làm gì, nếu ông thua thì và không công nhận kết quả của mình. Không, thì đương nhiên là cái đó tôi hiểu là chắc chắn là không công nhận rồi, cái đó ai biết rồi. Còn thì câu hỏi quan trọng nhất của anh là liệu sau 2024 nếu ông Trump thua, ông có chấm dứt sự nghiệp chính trị ông tại đó không, hay là ông tìm cách ông trở về mái nhà xưa vào năm 2028? Thở dài, thở dài. Khó thật anh Đỗ Dũng. Thở dài, thở dài. Vâng, thở dài. Bác ở thủ đô, bác gì cái lúc mà khó. Vâng, tôi thấy là trong tất cả những cuộc tranh cử tổng thống kể từ khi mà tôi có mặt ở tại nước Mỹ, những người Việt tị nạn đầu tiên có mặt ở nước Mỹ, tức là sau ngày 30 tháng 4 1975, thì tôi thấy là một người ra tranh cử, họ tranh cử xong rồi thất trận, là họ bảo thôi xong, phần của tôi là xong, nhường chỗ cho người khác. Trường hợp của ông Trump là trường hợp rất là đặc biệt. Anh Đỗ Dũng thấy nhá, ông ra tranh cử 2016, 2020 và bây giờ 2024, tức là ông 3 lần ra tranh cử tổng thống. Liệu có lần thứ 3 hay không? Lần thứ 4 chứ, lần thứ 4 chứ. Vâng, lần thứ 4. Thứ thật anh Đỗ Dũng là tôi không dám trả lời. Nhưng mà tôi e rằng là với một người ông Donald Trump, nếu mà đã có lần thứ 3 thì cũng rất có thể sẽ có lần thứ 4. Thì dự đoán là như vậy thôi, thưa anh Đỗ Dũng. Tôi cũng mong là có lần thứ 4 để coi ông Trump ông thi thố tài năng như thế nào. Bởi vì tôi nghĩ rằng lần thứ 3 ông chưa thuyết phục đâu. Chắc phải lần thứ 4 thì sẽ nên cho ông ra lần thứ 4 nữa. Đó là cái dự đoán của tôi. Nhưng mà nếu mà ông thắng thì coi như là xong. Nhưng mà cũng chưa chắc là xong nữa, ông có thể ra lần nữa. Bởi vì anh nhớ ông bảo 2016 là bầu cử gian lận, 2020 bầu cử gian lận là không tính. Không tính, anh thấy không? Đó. Thành ra chúng ta đường nào tôi cũng thấy ông ra 2028 đây. Đó là cái ý kiến của tôi. Vâng, cảm ơn anh Khanh rất nhiều. Cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đỗ Dũng và cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi thì tôi xin phép được thưa thêm một chuyện như thế này. Tôi nhớ vào năm 2016, ông Trump đắc cử nhưng mà ông thua popular vote. Ông cũng lên tiếng, ông nói rất là rõ ràng. Ông bảo là nó phải gian lận cho nó, thì tôi mới đắc cử mà chỉ có một phần, chứ không phải là phần thứ nhì. Vâng, và ngay trong cái ngày tuyên thệ nhậm chức là người ta chỉ so sánh là cái buổi lễ tuyên thệ của ông không đông bằng ông Barack Obama, buổi lễ tuyên thệ của ông Barack Obama. Thế là ông bèn lên ông ra cũng lại gian lận nữa. Và từ đó là ông đâm ra ông không biết đếm, anh không biết đếm. Anh không biết đếm. Vâng. Thành ra là tôi cũng dự đoán là chưa chắc ông đã ngồi yên sau cuộc bầu cử năm 2024, bất kể là ông đắc cử hay là ông không đắc cử. Chính đó xác, tôi nghĩ là như vâng. Vậy. Dạ vâng. Và một lần nữa, từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.